Thánh lễ hôm nay chúng ta được 50 phút, chúng ta có đủ thời gian trước khi bắt đầu thánh lễ. Chúng ta hướng về với Đức Mẹ. Một trăm năm trước, Đức Mẹ đã hiện ra trên cây sồi. Giờ đây anh chị em hướng về bóng hình của Mẹ 2000 năm trước để chúng ta dâng lời chào kính Mẹ trước khi chúng ta bắt đầu vào thánh lễ. Chị em lấy trang 20. Linh hồn tôi tung hô Chúa. Linh hồn tôi tung hô. Hôm nay chúng ta cử hành lễ Đức Mẹ Fatima. Nhưng theo lịch phụng vụ thì hôm nay cũng là ngày chính thức kính thánh Francisco Assisi, nơi mà anh chị em đã có việc kính viếng xác của ngài. Bây giờ đây chúng ta xin thánh Francisco Assisi cầu bầu cho chúng ta. Chúng ta xin Đức Mẹ cầu bầu cho chúng ta để chúng ta có thể cử hành thánh lễ sốt sáng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng,
lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin được bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Lời thề cho người thiện thần. Chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa cha toàn năng. Hôm một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa. Chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang, Đức Chúa Cha. Amen. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cho chúng con được hồn an, xác mạnh và nhờ lời truyền cầu của Đức Trinh Nữ Maria Vinh Hiển, xin chúng con khỏi cảnh sầu thương trên đường đời và cho chúng con hưởng niềm vui bất tận. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Anh chị em lấy bài đọc Thánh lễ Fatima. Chúng ta cùng công bố lời Chúa.
Đáp ca, chúng ta cùng lặp lại. Nguyện danh Chúa được chúc tụng đến muôn đời. Nguyện cho danh Chúa được ngợi khen. Chúa siêu vượt trên hết thảy chư dân, trên muôn cõi trời, tất cả là vinh quang của Chúa. Ai được như Thiên Chúa chúng tôi, người ngự trên nơi cao thẳm và người để mắt nhìn coi khắp cả trên trời dưới đất. Chúa đã săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng từ bi của Người, như Người đã hứa cùng tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và miêu duệ ông tới muôn đời. Alleluia, Alleluia. Kính chào Maria đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ, trinh nữ được chúc phúc giữa các người phụ nữ. Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em. Bài công bố tin mừng theo Thánh Luca. Đức Giêsu đang giảng dạy thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người: Phúc thay người mẹ đã kêu mang và cho Thầy bú mớm. Nhưng Người đáp lại: Đúng hơn phải nói rằng phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Mời anh chị em ngồi. Anh chị em lấy tập sách Kinh cầu nguyện cho các linh hồn tội lỗi, trang 31. Một trăm năm trước, Đức Mẹ hiện ra ngay trước mặt anh chị em. Hôm nay chúng ta được đến đây, chắc chắn Đức Mẹ hiện diện giữa chúng ta. Và chắc chắn là Đức Mẹ vui, bởi vì khi thấy chúng ta thương Chúa Giêsu, vì Đức Mẹ thương Chúa Giêsu bao nhiêu thì Đức Mẹ cảm thấy hạnh phúc khi mà chúng ta thương Chúa. Và khi chúng ta thương Chúa là chúng ta thương chính mình, bởi vì ơn cứu độ đến cho chúng ta. Sự tự do làm cho chúng ta xa rời ân sủng của Chúa. Hôm nay anh chị em lấy sự tự do của mình chọn đến vùng đất này là một ngày vui của Đức Mẹ, ngày vui của Chúa và là ngày vui của chúng ta. Nơi đây mẹ Maria cho chúng ta tước hiệu của mẹ là nữ vương rất thánh mân côi. Ngày mai anh chị em chuẩn bị ra về, cuộc hành hương của anh chị em bắt đầu
khi anh chị em ra phi trường, khi anh chị em lên máy bay. Chúng ta không chấm dứt cuộc hành hương ở đây, vì chính nơi đây chúng ta đón nhận sứ điệp của Fatima, rồi anh chị em trải dài xuống cuộc sống của anh chị em. Chớ gì, trước tượng mẹ ở đây, anh chị em đón nhận tràng chuỗi mân côi của mẹ và trải dài những hạt mân côi đó trong đời sống của mình. Giờ đây tôi mời anh chị em đứng dậy. Anh chị em hướng về Đức Mẹ. Chúng ta nghe tiếng chuông như lời của Thiên Thần cũng đang chào kính mẹ trong thánh lễ này. Trong lần hiện ra vào tháng 7, Đức Mẹ đã dạy kinh và chúng ta đọc kinh sáng danh. Giờ đây tôi đề nghị anh chị em chúng ta làm như các em bé đơn sơ. Mẹ bảo gì thì chúng ta cứ làm vậy. Chúng ta hướng về với Đức Mẹ và chúng ta dâng 3 lần lời kinh mà Đức Mẹ đã dạy các em năm xưa. Lạy Chúa Giêsu, chúng ta cầu nguyện với Thánh Trẻ Jacinta. Nhân đức của Thánh Trẻ là cầu nguyện cho những người tội lỗi. Bây giờ đây chúng ta đã cầu nguyện cho những người tội lỗi, cho chính mình. Tôi dành cho anh chị em ít phút thinh lặng để anh chị em có thể cầu nguyện riêng với Đức Mẹ.
Chúng ta kết thúc bằng lời của Đức Mẹ dạy các em. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Chúng con khỏi xa hóa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Lạy Chúa Giêsu, xin tha cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hóa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hóa ngục, xin các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Anh chị em ngồi. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con bánh này, là hoa màu ruộng đất và lao công của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên bánh trường sinh cho chúng con. Thiên Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con rượu này, là sản phẩm từ cây nho và lao công của con người. Chúng con dâng lên Chúa để rượu này trở nên của uống thiêng liêng cho chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, con một Chúa đã hết tình yêu thương nhân loại, ước gì người ban ơn trợ giúp chúng con. Xưa khi người Giáng sinh, Đức Đồng Trinh của Thánh Mẫu đã không vì thế mà bị tổn thương, nhưng đã được thánh hiến. Nay ước gì con một Chúa cũng giải thoát chúng con khỏi tội lỗi và làm cho chúng con trở thành của lễ đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha, Chí Nhân, chúng con tuyên xưng Chúa là đấng kỳ diệu trong việc Chúa tuyên phong các thánh, nhất là khi kính nhớ Đức Trinh Nữ Maria. Chúng con hiệp với lời ca tụng tạ ơn của người mà tôn vinh lòng nhân hậu của Chúa.
thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì thật ra Chúa đã làm nên những việc trọng đại trong toàn cõi địa cầu và đã mở lượng từ bi hải hà của Chúa đến muôn đời. Khi đoái nhìn phận hèn nữ tỳ của Chúa, nhờ người Chúa đã ban cho nhân loại đấng cứu độ là con Chúa, Đức Giêsu Kitô, Chúa của chúng con. Nhờ người đạo binh các thiên thần thờ lạy uy linh Chúa, muôn đời hoan hỷ trước tôn nhan. Xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài mà thành khẩn tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén, cũng tạ ơn và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con đoan tuyển Chúa chịu chết và tin xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn Hội Thánh trong Đức Mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Giáo Phận này và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đa sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng,
trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Qua lời kinh lạy Cha, chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho các linh hồn. Và anh chị em xin chúng ta dâng lễ cầu nguyện. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, nhờ Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Với bình an của Chúa ban, anh chị em chúng ta chúc bình an cho nhau. Lạy Chiên Thiên Chúa, đang xóa tội trần gian. Xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, đang xóa tội trần gian. Xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, đang xóa tội trần gian. Xin ban bình an cho chúng con. Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, hạnh phúc cho chúng ta vì chúng ta được mời tới dự tiệc Chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Thank you.
Chúng ta còn có được ít phút nữa. Giờ đây anh chị em lấy trang 30. Dưới chân Đức Mẹ, chúng ta gửi gắm tất cả các tu sĩ, các linh mục, cầu nguyện để các ngài rao truyền sứ điệp Fatima nhiều hơn. Giờ đây chúng ta cầu nguyện cho các linh mục. Lạy Chúa Giêsu, con cầu nguyện cho các linh mục trung kiên và nhiệt thành của Chúa, cho các linh mục bất trung và nguội lành của Chúa, cho các linh mục Việt Nam của chúng con và toàn thế giới, những linh mục ở miền truyền giáo xa xôi, cho các linh mục của Chúa đang bị cám dỗ, cho các linh mục đang bị bắt bớ và giam cầm vì đạo Thánh Chúa, cho các linh mục cô đơn, sầu túi của Chúa, cho các linh mục trẻ tuổi của Chúa, cho các linh mục đang hưu dưỡng của tuổi già, cho các linh mục đang trong chôn luyện hình. Nhưng trên hết, con xin đặc biệt cho các linh mục con thương mến nhất, linh mục đã rửa tội cho con, các linh mục đã ban bí tích hòa giải cho con, cho các linh mục đã cho con rước mình và mau Thánh Chúa trong các thánh lễ con tham dự, cho các linh mục chỉ dạy và hướng dẫn con, cho tất cả các linh mục đã làm ơn cho con cách hay cách khác, và cho linh hồn các linh mục của Chúa đã qua đời. Lạy Chúa Giêsu, xin giữ các ngài bên trái tim Chúa và xin ban ơn phước bồi hầu cho các ngài bây giờ và ngàn đời về sau. Amen. Chúng ta còn ít phút, anh chị em hướng về với Đức Mẹ. 100 năm trước Mẹ đã hiện ra ở đây. Chúng con đã từ xa xôi về đây để chúng con dâng hiến cuộc đời của chúng con, gia đình của chúng con cho Mẹ. Chúng con xin mời Mẹ vào trong gia đình của chúng con, bảo vệ chúng con. Lạy Chúa, chúng con vừa hoan hỷ cử hành thánh lễ kinh nhớ Đức Trinh Nữ Maria và được ăn bánh bởi trời, xin cho chúng con biết noi gương Đức Trinh Nữ rất thánh mà hết lòng cộng tác vào công trình cứu chuộc của Đức Kitô, người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Chúa cùng ban phép lành. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Với ơn Chúa, anh chị em đi bình an. Amen. Năm xưa trên cây sồi, ta hướng về Đức Mẹ. Làm Fatima sao?